tất cả nhìn bác Hệ nhé. Bác là Vũ Thế Hệ nhé. Bác Cửu Bảy nhá. Nhớ tên bác chưa? Lớp mình chưa? Lớp mình là lớp mấy nào các con? Lớp mình là lớp mấy? Ông ơi. Ông nhà mình con nói thôi. Lớp mình là lớp mấy? 3B. 3B cô giáo tên là gì nhỉ? 3C. À 3C à? Ba tài điếc rồi. Nào lớp mình nói lại nhá, lớp mình là lớp mấy? 3C rồi, bác Hệ chụp ảnh nhá. Bây giờ các con nhìn thẳng vào máy ảnh của bác nhá. Con nào mà nhìn đi chỗ khác là xem mắt sẽ bị lác, nó sẽ bị xấu đấy. Tất cả nhìn bác này. Bác chụp một đầu ảnh nhá, nhìn bác là bác thử máy nó trước nào, bác chưa chụp đâu bác. Đây là bác mới thử máy thôi. Nào, bây giờ bác Hệ bảo cái gì nhỉ? Bác Hệ bảo là 1, 2, 3 thì tất cả lớp mình kêu kim chi nhá. Nhớ chưa? Nào, thử thế nào. 1, 2, 3. Các con nói kim chi là phải nhìn vào cái máy ảnh này của bác này. Chứ các con nói kim chi nhìn đi chỗ khác là nó sẽ bị rất là xấu cái ảnh, nhớ chưa? Cái ảnh này nó là cái ảnh kỷ niệm của các con là tuổi thơ nhá. Nào, nhìn máy ảnh của bác nhá, tất cả nhìn máy ảnh này. 1, 2, 3. Kim chi. 1, 2, 3. Kim chi. 1, 2, 3. Kim chi. Nào, tất cả lớp mình nghe lại nhá, bây giờ bác bảo này nhá. Bác bảo là 1, 2, 3. Lớp mình là lớp mấy? 3C. Lớp mình nói là 3C, cố lên nhá. Thử lần thứ nhất nhá. 1, 2, 3. 3C, cố lên. 1, 2, 3. 3C, cố lên. Nói lại lần nữa bác bảo nhá. Cô giáo mình tên là gì? Cô. Rồi, bây giờ bác bảo là 4, 5, 6 thì các con là 3C, chúc mừng cô giáo nhá. Nào, làm lại nào. 3, 4, 5. 3C, chúc mừng cô giáo. Các bạn nói lại nhưng mà phải nhìn vào cái máy quay của bác này nó mới đẹp. Chứ các bạn nói mà nhìn đi chỗ khác thì nó sẽ không bao giờ đẹp. Nhớ chưa? 4, 5, 6. Rồi một lần nữa nhé, bác bảo là 4, 5, 6 thì tất cả các con là 3C, chúc mừng cô giáo, xong là tất cả giơ tay dê một cái nhá. Nhớ chưa? Tất cả đều giơ tay xong dê thật to càng tốt nhá. Bắt đầu làm lại này. 3, 4, 5, 6. 3C, chúc mừng cô giáo. Dê lại vẫn chưa được. Làm lại nhá, dê thật to càng tốt. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Rất tốt, thôi không rồi. Vâng, được rồi, được rồi, thôi được rồi. Mời các phụ huynh lên, bây giờ các phụ huynh đứng lên được rồi. Rất rửa riêng cho tất cả phụ huynh về một điều ảnh cơ. Chia là cả lớp rồi. Được rồi. Các phụ huynh nhà đại diện lên. Đứng đi sân điều tám. Vâng. Các phụ huynh của chúng ta đứng lên một cái ghế là cao luôn. Tất cả mọi người đứng lên. Bốn phụ huynh này đứng hẳn trong kia được. Các phụ huynh đứng lên. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Thế thì được không? Thế thì được rồi. Mời anh không phải đi. Dạ vâng. Nào nhanh tất cả lớp mình như thế nào? Tất cả đội hình đứng như thế nào? Như thế nào? Nhanh chụp trương. Nào. Được rồi nha. Cái bạn mà đứng gần trước bác bảo là đứng dịch sang lại một tí nó che mặt bác. Đấy. Thôi, ít thôi. Chỉ khẽ lắc cái đầu được thôi mà. Nào, tất cả lớp mình nhìn đây nhá. Rồi. Tất cả nhìn đây này, cười tươi này. Nào nhá. Tất cả nhìn nhá. Nào, tất cả bác hô lại là kim chi nhá. Bác bảo 1, 2, 3 thì tất cả lớp mình kêu kim chi nhá. 1, 2, 3. Kim chi. Làm lại nhé. 1, 2, 3. Kim chi. Rồi tất cả đứng im. Tất cả đứng im đúng như thế này. Không làm gì nữa. Lớp mình đang đứng vị trí này rất đẹp nhá. Bây giờ cô giáo phải là sắp bánh sinh nhật luôn. Phải nguyên như này mới là đẹp nhé. Bánh sinh nhật ở đây. Cô giáo có cảm thấy thế đâu. Có cảm thấy thế đâu. Các con đi. Tất cả lớp mình
phụ huynh bây giờ cũng như thế này, cơ quan liên quan cũng như liên quan nhau, cơ quan liên quan đấy, bên này thôi, bên này thì như thế này thôi đấy. Bây giờ nó là solo. Các bạn đứng nhìn máy, máy đây là. Bây giờ cô lão mặt, bây giờ cô lão mặt nhé. Bây giờ cô lão chân nhé. Cô cứ chuẩn bị nó sẽ cháy đấy. Tất cả lớp mình hát bài Happy Birthday đi. 2, 3. Oh, yeah.